Nâng ngực, đặt túi ngực thì chỉ là một cái việc phẫu thuật đơn giản. Tại sao cái giá phẫu thuật nó khác, nó chênh lệch nhiều, nó phụ thuộc vào trình độ tay nghề của từng bác sĩ. Một trong những cái ca mà có thể gây ám ảnh cho bác Vinh, ca đó sau khi phục hồi hoàn thành xong hết, cô ấy quay lại gặp bác Vinh và khóc, thì cô ấy nói là chồng bỏ rồi vì để lại cái sẹo rất xấu ở trên ngực. Sau các tập phát sóng của Behind the Beauty thì Thảo Uyên đã nhận được rất là nhiều những bình luận của các bạn gửi về. Đó là Uyên ơi, hãy làm về nâng ngực đi, hãy tìm những khách mời nào có thể chia sẻ về việc độ loa, hay là phát sóng nhiều rồi mà chưa có tập nào làm review về nâng ngực cả. Thì ok, ngày hôm nay tôi sẽ chiều lòng các bạn, sẽ nói về độ loa. Và ngày hôm nay bên cạnh Thảo Uyên là một trong những chuyên gia rất là có nhiều kinh nghiệm trong thẩm mỹ và đặc biệt rất mát tay trong việc nâng ngực. Dạ, xin chào bác sĩ Vinh. Xin chào Thảo Uyên. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Vinh, hiện đang công tác tại Viện Thẩm mỹ Lifestyle của Bệnh viện FV. Ngày hôm nay trước khi mà chúng ta nói về câu chuyện làm ngực thì Thảo Uyên muốn bàn tí xíu về chủ đề lép. Thì lép thì có nhiều người họ rất là tự tin và họ chấp nhận điều này, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ cảm thấy tự ti vì lép. Thì không biết là tại sao có những cái sự khác nhau về kích thước ở vòng 1 như vậy ạ? Về sự khác nhau của kích thước vòng 1 ở phụ nữ thì mình sẽ nói về những phụ nữ chưa có gia đình và những người phụ nữ đã có gia đình. Hoặc là những người phụ nữ đã sinh con và chưa sinh con. Thứ nhất là những người họ rất tự tin về bản thân mình mặc dù là lép. Lép không có tội. Nhưng tự tin cao hơn cái lép. Họ tự tin với cái cơ thể của mình, với cái vòng 1 hơi lép một chút, nhưng họ tự tin đó là đồ thật. Tuy nhiên sẽ có một lý do gì đó sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ là không còn lép nữa. Đó là lý do mà họ sẽ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để nâng ngực. Có thể không phải là ngay lập tức, nhưng có thể là ngày mai hoặc là năm sau. Chỉ cần có một lý do thì họ sẽ làm. Ví dụ họ thích một cái đầm, họ thích một cái trang phục, nhưng mà với cái vòng 1 nhỏ và thiếu độ nhô như vậy thì họ mặc lên họ không thấy đẹp. Và chỉ cần một lời góp ý của một cô nhân viên bán cái đầm đó là thì ngày mai họ đi làm ngay lập tức. Yeah. Đó là phụ nữ. Nhưng mình không thể nói chung hết. Còn đối với những trường hợp mà tự ti về cái vòng 1 mình bị lép, thường là các bạn nữ sẽ so sánh với nhau. Hoặc là nhìn những các bạn khác đồng trang lứa hoặc là đồng nghiệp, thí dụ vậy, trong một bữa tiệc họ cho mặc đồ rất là đẹp, còn bản thân mình thì không thể mặc đồ nhìn hấp dẫn được, thua kém, thế là rủ nhau đi tân trang lại vòng 1. Bên cạnh đó vẫn có những bạn nữ hồi khi còn chưa có gia đình thì có vòng 1 rất là hấp dẫn, đầy đặn. Tuy nhiên sau khi lập gia đình và làm hoàn thành cái thiên chức làm mẹ, sinh con và cho bú thì hình như vòng 1 mình nó đi đâu mất tiêu, thì lại tiếc nuối về những cái hình dáng và kích thước của cái vòng 1 ngày xưa, thì quyết tâm quay lại tìm bác sĩ để mà nâng cấp lại vòng 1, mong muốn là sẽ lấy lại được cái hình dáng kích thước như ngày xưa, mà nếu được đẹp hơn thì càng tốt. Đó là một trong những cái lý do mà chị em phụ nữ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Nói chung là phụ nữ cũng có nhiều nỗi khổ đúng không bác, đặc biệt là về về vẻ ngoài, về cái đẹp của mình, về cái sự quyến rũ thì cũng có rất là nhiều nỗi khổ. Vậy thì theo Thảo Uyên nghĩ nha, Thảo Uyên thì chưa tìm hiểu về nhiều về nâng ngực đâu, nhưng mà em nghĩ là nâng ngực là mình sẽ dùng túi ngực, sau đó đặt ở phần vòng ngực để tăng, để độn lên, để tăng kích thước vòng 1, thì theo cách nghĩ của Thảo Uyên như vậy có đúng hay không ạ? Thì thật sự nó vẫn là đơn giản như vậy thôi. Thảo Uyên thì chưa nghĩ, nhưng mà không phải là không nghĩ, có thể ngày mai sẽ nghĩ. Thì đơn giản một điều là nâng ngực, đặt túi ngực thì chỉ là một cái việc phẫu thuật đơn giản, chọn được cái kích thước túi ngực phù hợp với từng cơ thể của mình, phù hợp với lại cái nhu cầu của mình và phù hợp được cái mong muốn của mình, thì khi đó mình sẽ tiến hành phẫu thuật, chọn được cái túi ngực hợp lý, mình tiến hành phẫu thuật giống như lắp đặt thôi. Thì chỉ cần đặt vào trong cái phần khoang ngực dưới cơ ngực lớn. Đa phần người châu Á mình sẽ được chọn cái giải pháp là đặt dưới cơ ngực lớn. Một tỷ lệ nhỏ hơn là mình sẽ đặt ở trên cơ ngực lớn trong một số trường hợp đặc biệt. Không biết là cách túi ngực thì nó cái nào nó cũng giống nhau hay là nó có những cái gì đặc biệt hơn hay không bác sĩ, rồi là bên trong túi ngực thì nó sẽ chứa cái gì? Thật ra Thảo Uyên rất là thắc mắc những cái điều đó. Thật ra
nói về cái bên trong túi ngực trước đi ha. Dạ. Túi ngực có rất là nhiều loại, có rất nhiều hãng sản xuất, cũng gần giống như xe hơi thôi. Gọi như là xe hơi nhưng mà mỗi hãng mỗi khác nhau, công nghệ khác nhau, kỹ thuật khác nhau, bề ngoài cũng khác nhau. Thì hiện giờ cái thế hệ túi ngực hiện tại là toàn bộ là silicone hết. Ngay cả cái vỏ ngoài của cái túi vẫn là silicone, cái gel ở bên trong vẫn là silicone, nhưng silicone này là silicone y học. Thì có rất là nhiều loại, nó phát triển theo thời gian, nó cải tiến lại những cái kỹ thuật về tạo ra bề mặt của cái túi ngực là cái vỏ và chất lượng cái gel ở bên trong để tạo ra được một cái túi ngực sau khi lắp đặt, tạo ra một bộ ngực gần với lại tự nhiên, gần với thật, từ hình dáng cho tới độ mềm mại. Cái đó rất là quan trọng. Vì ngày xưa mình chỉ quan tâm tới cái việc ngực nhỏ thì làm lên to ra, tròn lên là thấy đẹp rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì còn phải mềm mại khi mình chạm vào, hoặc là nó sẽ phải di chuyển, nó phải thay đổi hình dáng theo cái tư thế, theo trọng lực thì nó mới gọi là thật. Tại vì Văn Vinh vẫn hay nói vui với lại khách hàng là đỉnh cao của làm đồ giả là giả như thật. Đấy, thật là chỗ là từ hình dáng cho đến sử dụng đều phải thật. Đấy, cho nên là hiện giờ thì quá trình phát triển của khoa học thì sẽ tạo ra được rất là nhiều cái loại túi ngực. Đến thời điểm bây giờ, chung quy lại, hãy chọn cái loại túi ngực mới nhất. Mới nhất. Lúc nào cũng vậy. Bác Vinh vẫn tư vấn với bệnh nhân khách hàng là hãy chọn loại túi ngực mới nhất, hiện đại nhất trong thời điểm này để mình làm, để mình không phải băn khoăn sau này. Mình lúc nào cũng sẵn sàng là mừng là mình đã chọn được cái loại túi ngực tốt nhất hiện tại. Vì biết đâu ngày mai, năm sau, một công ty khác nghiên cứu phát triển ra một loại túi ngực mới hơn, khắc phục là được những cái khuyết điểm của lại những loại túi ngực cũ, thì bác Vinh lại sẵn sàng sử dụng loại túi ngực mới hơn. Bác Vinh chia sẻ như vậy, Thảo Uyên là có một cái suy nghĩ là ví dụ như những người họ đã làm ngực cách đây 5-10 năm trước thì cái loại túi ngực của họ ở thời điểm đó so với bây giờ thì nó sẽ như thế nào? Hay là cứ khi mà có túi ngực mới thì họ sẽ phải thay đổi để giống như kiểu là mình giống như nâng cấp hệ điều hành đó, đó, kiểu như vậy. Đó cũng là một lý do để có thể tiến hành một cái phẫu thuật thay túi ngực. Bây giờ là rất là nhiều khách hàng đến hỏi bác Vinh, túi ngực này thời gian sử dụng bao lâu? Cách đây khoảng 5-10 năm, chị em mình muốn đặt túi ngực là một lần mổ xài luôn cả đời, không muốn mổ lại lần hai. Nhưng mà những người đã đặt túi ngực trên 10 năm, họ lại vẫn muốn, mong muốn là thôi thay cái túi khác cho nó phù hợp. Nó có những lý do. Một là túi ngực nó bắt đầu có vấn đề. Cái ngực mình nó có thể cứng, sơ cứng, nó bị bao sơ co thắt. Có thể nhiều nguyên nhân là gây cho khó chịu, hoặc là cần phải thay đổi cái túi ngực khác mềm mại hơn. Thứ hai là đối với những cái ngực mà đã làm cách đây khoảng hơn 10 năm hoặc trên 15 năm, có thể là túi nước biển. Cái túi nước biển ngày xưa bơm cái dịch truyền nọc Marceline để mà vào bên trong thay vì là cái gel silicone. Thì cái túi ngực đó nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Có thể nó sẽ xì giò, nó vỡ, hoặc nó tạo áp xe, hoặc là nó hóa mủ. Nó có rất là nhiều biến chứng và cần phải tiến hành phẫu thuật sớm để thay bỏ cái đó, thay cái túi ngực mới càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó có những vấn đề cần phải tiến hành thay túi ngực. Thí dụ mình sanh thêm đứa nữa, đúng không? Cái vòng một của mình nó thay đổi hơn, thì cần phải tiến hành thay đổi cái túi ngực, có thể to hơn, hoặc là sau 10 năm mình mang một cái túi ngực to từ ban đầu, giống như chị em mình hay trừ hao, làm nó hơi lố hơn xíu. Đúng rồi, làm một lần cho đáng. Ví dụ vậy, mong chờ một cái ngực to hơn bình thường một chút để mai mốt nó hết sưng, nó giảm, nó nhỏ lại bớt là vừa. Nhưng mà sau một thời gian mình mang cái túi ngực to như vậy, nó sẽ có những cái hậu quả như là mệt, nặng, sệ, nhiều vấn đề về mang tính thẩm mỹ và cái quá trình sử dụng. Cho nên là thôi tiến hành thay cái túi ngực nhỏ hơn. Đấy, đó là cũng là một trong những lý do. Tuy nhiên là nếu như hỏi có cần thiết phải thay hay không,
thì bác Vinh sẽ trả lời là nếu không có bất cứ cái biến chứng gì, ví dụ như là vỡ túi ngực hoặc là bị bao sơ co thắt hoặc là nó biến dạng hoặc là nó quá nặng thì không cần thiết phải làm. Dạ. Vì mổ thì không phải đơn giản ha, mặc dù khi mổ mới thì rất là đơn giản. Yeah. Nhưng mà khi mà thay lại thì cũng không phải là đơn giản. À, là cái ca phẫu thuật sau thì nó sẽ thường phức tạp đúng hơn. Rồi. Yeah. Cho nên là hãy cân nhắc cho cái việc là nên thay hay không thay. Chứ không nên là chạy theo cái thời trang, chạy theo cái sản phẩm mới. Yeah. Tuy nhiên là nếu như sản phẩm mình đang sử dụng nó có vấn đề thì phải tiến hành thay mới. Yeah. Còn khi không có vấn đề, các sản phẩm về mô cấy ghép ngực bằng silicon thì họ đã qua nghiên cứu và kiểm tra kiểm định hết rồi thì có thể sử dụng suốt đời, không có nhất thiết là phải lấy ra. Ồ, tức nghĩa là cái câu khi mà bác sĩ chia sẻ thì Uyên lại có một câu hỏi là tức nghĩa là túi ngực vẫn có thể là sử dụng mãi mãi suốt đời. Đúng rồi. Chỉ khi nào mà chúng ta có những cái triệu chứng hoặc là những cái biến chứng sau đó thì mới nên thay, còn nếu không thì vẫn làm chính dùng xác. Mãi mãi. Đúng rồi. Dạ. Mình không có nhu cầu hoặc là mình không cần thiết thì mình không cần phải lấy ra, không cần phải thay. Dạ. Đó. Tại vì nó vẫn an toàn mà. Ừ. Và cái việc mình để biết được nó có an toàn hay không theo năm tháng thì ở bên vẫn khuyến cáo và dặn dò khách hàng của mình mỗi năm ít nhất một lần siêu âm ngực một lần. Yeah. Thứ nhất là kiểm tra bệnh lý của tuyến vú. Thứ hai là mình có thể kiểm tra luôn được chất lượng của túi ngực mình nó có ổn hay không. Nếu như mà phát hiện sớm trên siêu âm thì mình có thể kiểm tra lại bằng MRI để khẳng định một điều là có cần thiết phải thay túi ngực khi nó có vấn đề hay không. Đấy, đấy là một cách rất là đơn giản như cả việc mỗi năm kiểm tra sức khỏe định kỳ nha. Bác sĩ Vinh ơi, hồi nãy bác sĩ Vinh có nói một cái là có nhiều khách hàng đến đây. Ừ. Bác sĩ trả lời nó khác hoàn toàn so với những gì thông tin mà họ đã tìm kiếm trước đó. Okay. Thì bác Vinh chia sẻ một tí xíu những cái thông tin đó là như thế nào? Cái thông tin bác thường chia sẻ với khách hàng là về cái kỹ thuật mổ của bác Vinh. Kỹ thuật mổ đặt túi ngực của bác Vinh là sau khi mổ là không cần mặc áo định hình. Mổ xong không cần băng bó ngực. Không phải đặt cái ống dẫn lưu để dẫn dịch, không cần phải massage, không cần cái mọi thứ đều không cần, không cần thay băng cắt chỉ. Sau khi mổ có thể tắm rửa bình thường, không có nhất thiết phải nằm ngủ ngửa hoặc là ngủ ngồi, nằm nghiêng thoải mái. Còn lại vấn đề đọc được thông tin đó ở trên mạng là hoàn toàn ngược lại hết. Là bắt phải ngủ ngồi, ngủ võng, mặc áo định hình, đặt dẫn lưu, băng ép. Thì tại sao lại như vậy? Tức nghĩa là bệnh nhân, khách hàng mình họ cũng sẽ có những cái thắc mắc là ủa sao tự nhiên cái nói ngược lại hết những thông tin mà tôi đọc được trước đó, người ta đúng có rồi. Hoang mang không bác? Chính xác, họ đều rất là hoang mang. Và họ đều đến hỏi bác Vinh một chuyện, tại sao làm như vậy? Mà ở trên mạng là phải như vậy vậy. Thì Vinh hỏi, vậy hỏi ngược lại, tại sao phải làm những điều đó giống như trên mạng? Để làm gì? Thì bác Vinh sẽ từ những câu hỏi đó bác Vinh sẽ giải thích lại. Nếu như mà mình mổ tốt, kiểm soát cầm máu tốt, không cần đặt dẫn lưu. Mổ đặt cái khoang vừa đủ với cái túi, không cần băng ép, không cần áo định hình. Những cái shape, những cái form dáng ngực đẹp hay xấu, đạt được yêu cầu bao nhiêu phần trăm, tư vấn nói trước khi mổ hết. Nếu như hiểu được vấn đề, việc mổ chỉ là một cái giai đoạn lắp ráp tiến hành phẫu thuật thôi. Nó không có gì gọi là phức tạp hay khó khăn cả. Còn lại với cái việc mà ở điều kiện ở Pháp Việt, bệnh viện FV mình, thì mình sẽ mổ có cái keo bảo vệ vết mổ, cho nên là có thể tắm rửa ngay sau khi phẫu thuật. Và không cần rửa vết thương hàng ngày. Đấy. Và quan trọng nhất nữa là có thể khâu chỉ tiêu cho khách hàng mà khỏi phải cắt chỉ, khỏi lo lắng được cái việc là đau thêm một lần nữa. Còn lại đau hay không thì còn thứ nhất là phụ thuộc vào sức chịu đựng cái đau của mỗi người. Cái thứ hai là cái việc mà chọn lựa cái size túi ngực, kích thước túi ngực nó phù hợp với cơ thể thì nó sẽ giúp cho cái việc mà sau khi mổ hoàn toàn không đau. Đấy, cái đó là cái rất là quan trọng. Và một trong những cái yếu tố mà bác Vinh là người chọn
cái size túi ngực phù hợp theo yêu cầu cho khách hàng. Yeah. Chứ khách hàng không thể là người chọn cái size túi ngực gặp để mà để bác Dinh làm theo yêu cầu của họ. Để cho nên một vấn đề là khách hàng đến mà hỏi bác Vinh là em muốn đặt size 300, 400. Tôi hỏi tại sao? Tại bạn em đặt 300, em muốn bằng bạn em. Nó khác, em khác, bạn em khác, không giống nhau. Đấy. À, còn nếu như em không chịu thì thôi bác không làm. Đó là một trong những lý do mà bác sẽ phải từ chối họ. Thảo Y thì cũng có tham gia vào những cái hội nghiện làm đẹp, thì cũng có đọc những cái review các bạn sau khi làm ngực xong, thì mọi người đều có một cái điểm chung, đó là đau và cảm thấy là hơi thốn sau khi làm xong. Thì đây có phải là cái tình hình chung hay không, và có một cái ví dụ nào mà mình có thể diễn tả được cái đau sau khi làm ngực không bác sĩ? À, thì có một số khách hàng đến với bác Vinh để mà phẫu thuật để thay túi ngực khác, thì họ rất là lo lắng vì lần trước họ mổ đau lắm, đau như chết đi sống lại, thí dụ vậy. Họ đau đến nỗi mà không thể nhấc tay lên được, hoặc là đau mà không dám xoay trở người, không dám nhúc nhích. Đó. Thì thật sự đau thì có thể thuốc giảm đau, nhưng không thể dùng thuốc giảm đau lâu dài được. Và đến bây giờ với kỹ thuật mổ hiện đại bây giờ như của bác đang tiến hành làm khoảng hơn 10 năm rồi, thì hầu như khách hàng chỉ cảm nhận được là cái sự căng tức là chính. Bởi vì căng là đương nhiên rồi, vì cái da cơ mình đang bình thường, và với một cái thể tích túi ngực nó to hơn, nó sẽ làm tăng thể tích lên, giống như bong bóng mình bơm lên nó căng da. Thì cái cảm nhận của khách hàng đau chủ yếu là căng tức là chính. Còn nếu mà thuốc giảm đau để dùng cho sau mổ, chắc là paracetamol là ok. Và một số khách hàng có dinh mổ xong hôm sau có thể lái xe đi về, không cần phải lo lắng gì cả. Có một số người có sức chịu đựng tốt hơn, khỏe hơn, thì nó ồ sao bác có mổ không mà không thấy đau gì cả. Đó là sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Khách hàng của mình thường á, là sẽ có những cái thay đổi gì nhiều nhất, và đa số là ai cũng sẽ có những cái thay đổi đó sau khi mà phẫu thuật à? Thay đổi nhiều nhất đó là dáng đi sau khi mổ. Đa phần khách hàng đều lo lắng là sợ cái ngực nó rớt hay sao, lúc nào cũng đưa tay lên giữ, hoặc là đi rất là lom khom ấy, vì thấy nó nặng quá. Đấy, bác thì cứ khuyến cáo là nên thẳng lưng lên, ưỡn ngực ra, tự tin lên. Nhưng mà thực sự là sau một tuần là mọi người đến với tư thế là rất là tự tin. Bác sĩ có lời khuyên nào nếu như mà bây giờ một người phụ nữ chúng ta nên làm ngực trước khi sinh con hay là sau khi sinh con ạ? Bác chỉ có khuyên một điều thôi, làm sớm đẹp sớm. Làm sớm đẹp sớm. Khi mình phẫu thuật trước khi sinh hay sau khi sinh nó đều có giá trị riêng của nó. Đối với phụ nữ mà chưa sinh con mà có tự ti về cái vòng một của mình thì nên làm liền, làm đi, sau đó có gia đình dễ hơn, thí dụ vậy. Và cái việc mà chọn cái đường phẫu thuật, đường mổ để an toàn cho cái việc mà sau này có gia đình, có con, sinh con, thì bác Dinh đã từng nói với những chương trình trước là chọn đường mổ nào để không gây tổn thương tuyến vú, để tránh tình trạng bị áp xe tuyến vú khi mang thai hoặc là cho con bú, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn cho mọi người. Thì sau khi sanh xong, một số trường hợp là hầu như đa phần là chị em phụ nữ sau khi sanh xong cái ngực sẽ đẹp hơn lúc trước khi sanh. Tại vì sao? Mô tuyến da cơ nó giãn, nó mềm mại hơn nhiều so với lúc trước khi sanh. Tuy nhiên nếu như mà sau khi sanh xong mà cho con bú thì cái mô tuyến vú của một số người phụ nữ nó nhỏ hoặc nó mất đi nhiều quá, thì có thể tiến hành thay túi ngực khác to hơn, thì khi đó lại đẹp lại hơn. Hoặc là nếu như mình lo lắng quá thì sau khi sanh xong làm vẫn không muộn, chỉ có điều đẹp trễ hơn thôi. Đẹp trễ hơn. Nhưng mà ví dụ như khi mà mình làm trước khi mình sanh em bé thì có ảnh hưởng gì đến cái việc cho con bú không ạ? Cái việc này bác Dinh vẫn hay tư vấn cho các khách hàng là trẻ chưa có gia đình, thì bác Dinh có một cái quy trình hướng dẫn cho họ về cách chăm sóc cái ngực của mình sau khi phẫu thuật, về cái việc mà phải chuẩn bị sanh con là phải có chuẩn bị, phải dùng một số cái sản phẩm Vaseline làm mềm da để bôi lên cái vùng ngực, da ngực, da bụng, da mông, da gối, đùi trước khi mang thai 3 tháng và bôi liên tục trong suốt quá trình mang thai 9 tháng cộng thêm là 3 tháng sau khi sanh cho con bú. Là 1 năm 3 tháng. 15 tháng tất cả. Mục đích là để làm cho cái da mình nó mềm mại và nó có
không bị giãn một cách đột ngột, nó gây rạn nứt da. Yeah. Và sau đó cho con bú vừa phải, hợp lý, bú theo nhu cầu, không có ép tiếng vú tiết sữa nhiều quá mức, nó gây nhão mô. Và nó sẽ làm cho rạn nứt da. Thì sau khi ngưng không cho bú nữa thì cái mô tiếng vú nó sẽ co hồi tốt và cái da nó sẽ co hồi tốt mà nó không bị rạn nứt. Thì như vậy là sau khi đặt túi ngực xong, sanh con bình thường, cho bú bình thường, thì khi mà hết hậu sản thì cái ngực nó lại đẹp hơn so với hồi trẻ nữa. Nhưng mà khi mà mình làm ngực như vậy thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng sữa của mẹ, đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì cả, bởi vì cái khoang mà mình đặt túi ngực á, là mình đặt ở, thường là mình sẽ chọn đặt ở dưới cơ. Yeah. Nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới cái tuyến vú. Nói như vậy thì không phải là nó không ảnh hưởng, bởi vì cái tuyến vú nó được bị cái túi ngực nằm ở dưới cơ nó ép, nó tăng cái áp lực lên. Thì vì vậy cho nên khi nó tiết sữa thì nó sẽ có thể nó sẽ không như bình thường. Nhưng mà điều đó nó chỉ nhận biết được khi mà đối với những người đã sanh con, đặt túi ngực, yeah, rồi lại sanh thêm đứa nữa thì mới có sự so sánh giữa cái việc mà cho bú đứa đầu đứa với đứa sau. Dạ. Còn đối với phụ nữ mà chưa có sanh con đâu có biết tiết sữa như thế nào đâu mà ảnh hưởng. Cho nên hỏi những câu đó là bác cũng trả lời là thật sự là nếu như mà sanh rồi mà có bầu sanh đứa nữa thì lúc đó mới cảm nhận được, dạ, sự khác biệt. Còn không là sẽ không cảm nhận được gì hết, đúng không ạ? Hiện nay thì cái ma trận giá về cái việc phẫu thuật nâng ngực nó cũng khá là làm cho nhiều người hoang mang. Ừ. Vậy thì với một cái mức giá trung bình nào để chúng ta có thể đáng tin cậy ở một ca nâng ngực vậy ạ? Có thể mình không nêu giá ra ở đây. Ừ. Bởi vì mình chỉ có một câu khuyên thôi, tiền nào của nấy, nó không phụ thuộc vào chỉ có giết túi ngực, bởi vì túi ngực là giá niêm yết của hãng, bác sĩ nào hay bệnh viện nào mua cũng có nhiêu đó giá thôi, không có thể nào mua mắc hơn, cũng không ai dạy dò thì mua mắc quá. Tuy nhiên là tại sao cái giá phẫu thuật nó khác, nó chênh lệch nhiều, nó phụ thuộc vào trình độ tay nghề của từng bác sĩ, nó phụ thuộc vào trang thiết bị và điều kiện của từng bệnh nhân, của từng cái bệnh viện. Nó sẽ dao động giá. Cho nên mọi người hãy nhớ một câu là trong phẫu thuật thẩm mỹ rẻ bền đẹp là không bao giờ đi chung. Nó sẽ tách rời ra, đúng không ạ? Không biết là bác sĩ Vinh có thường đọc tin tức hay không, chúng ta cũng mới đón nhận một cái tin rất là buồn, có một bệnh nhân nữ đã tử vong khi phẫu thuật ngực ở trong khách sạn. Và đây cũng không phải là tin đầu tiên mà trong thẩm mỹ chúng ta nhận được rất là nhiều. Thì góc nhìn của bác sĩ Vinh như thế nào về những cái ca tai biến, biến chứng mà không được xử lý kịp thời? Chia sẻ với Thảo Uyên là cái trường hợp đó là tiêm filler ở trong khách sạn. Cho nên là gây tử vong. Yeah. Thì xuất phát từ cái việc là kinh phí và giá cả rất muốn rẻ, tiện lợi, nhanh gọn, sợ gây mê, sợ bệnh viện. Yeah. Vì vậy cho nên là rủ nhau vào khách sạn. Cái khổ của cái người được tiêm và cái khổ của cái người mà bị tiêm nữa. Cái người mà đi tiêm cũng không biết, cũng mạnh dạn, cũng liều lĩnh, cho nên mới để lại cái hậu quả đáng tiếc như vậy. Thì chỉ có một lời nhắn nhủ thôi. Đây là y khoa, y học là khoa học gắn liền với bệnh viện, đòi hỏi mọi người nên đến bệnh viện, đến các cơ sở y tế và phải để được các trực tiếp các y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp làm, chứ không phải là một cái nghề kinh doanh dịch vụ mà những người không phải là nhân viên y tế mà có thể thực hiện được. Yeah. Vì liên quan đến sức khỏe, liên quan đến sinh mạng của con người thì các nhân viên y tế đều được đào tạo biết được là những cái nguy cơ, những cái tai biến, những cái biến chứng để mà còn có dự phòng, và thậm chí còn được training để mà được học và được đào tạo những cái tình huống có thể xảy ra, và khi nó xảy ra là có phác đồ, có phương pháp, có giải pháp điều trị, can thiệp để làm sao mục đích là giảm cái hậu quả càng ít, càng nhiều càng tốt, để là tổn thương ít nhất có thể. Nãy bác sĩ Vinh có chia sẻ một cái ý, đó là nhiều cái người mà họ lựa chọn việc làm như vậy là vì họ sợ gây mê. Thì Thảo Uyên lại có thấy là có rất là nhiều những cái phương pháp hiện tại đang PR rất là rầm rộ, là phẫu thuật không xâm lấn nhưng mà vẫn có thể găng vòng một, vẫn có thể to, tròn và đẹp. Thì thực hư cái việc này như thế nào vậy bác sĩ Vinh ha? Đối với để làm đẹp vòng một mà không xâm lấn á, thì có thể người ta sẽ dùng là đơn giản nhất là sử dụng hệ thống máy móc hút áp lực,
kích thích tuyến vú, thí dụ như ngày xưa, hoặc là dùng một số cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc như kem bôi, những sản phẩm dán ngay đầu ti để mà tăng kích thước vòng một, hoặc là nhiều hơn nữa là những cái sản phẩm như từ đá núi lửa ở bên Nhật Bản, ví dụ lăn lăn cho nó căng, nó săn mà nó to hơn. Và thật ra đối với những cái việc mà không xâm lấn, thật là có xâm lấn một chút xíu, đó là tiêm filler hoặc là silicone. Ngày nay vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối, là không hiểu tại sao thời điểm này mà vẫn còn có những trường hợp lại tiêm silicone vào trong ngực. Và mà tiêm trực tiếp này là, đúng rồi, tiêm trực tiếp silicone vào ngực sẽ gây ra, đã gây ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Và hiện nay thì còn có thêm một cái phương pháp nữa là lấy mỡ ở vùng khác để đưa lên vòng 1. Thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái ưu nhược điểm của cái phương pháp này mang lại với phương pháp mà cấy mỡ vùng cơ thể lên trên ngực, về nguyên tắc đó là một giải pháp an toàn. Tại vì nó là vật liệu tự thân, không đào thải, không dị ứng. Tuy nhiên không có gì gọi là hoàn hảo cả. Ngay cả việc đặt túi ngực cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo. Thì cái cấy mỡ trên cơ thể mà tới cấy mỡ lên ngực thì nó có những cái vấn đề. Một, mỡ rất là mềm nha, và nó không tạo ra được một cái hình dáng của ngực một cách vung đầy. Ấy là không có rõ ràng được đúng không ạ? Nó không có hấp dẫn bằng cái đặt túi ngực, nhưng không có độ nhô được. Bởi vì mỡ rất là mềm. Nó được có cái là gì? Tâm lý là nó sẽ là vật liệu thật, không có sợ là bị phải mổ tới mổ lui. Nhưng mà bên cạnh đó thì mỡ nó chỉ giúp cho lấp đầy những cái khiếm khuyết trên vùng ngực về thể tích thôi. Chứ còn hình dáng thì nó lại không tạo ra được cái dáng ngực tự nhiên. Bên cạnh đó thì mỡ nếu như không xử lý tốt thì nó có thể sẽ bị vón cục, hoặc là nó sẽ tan mất trong vòng 6 tháng. Vì vậy cho nên là mình phải cấy lại một lần nữa hoặc vài lần nữa. Đối với về kỹ thuật thì nên kết hợp giữa cái việc mà đặt túi và cấy mỡ. Tại vì sao đã nói ngay lúc đầu là không có một cái kỹ thuật nào hoàn hảo cả. Đôi khi một số trường hợp là các chị em mình ốm quá, cái lớp mỡ dưới da rất là ít, cho nên mà lại muốn đặt túi ngực và có cái đường E-line, cái khe ngực cho rõ. Ốm quá thì để đâu ra. Nhưng mà nếu như mình cố gắng mà mình đặt cái túi ngực vào đó thì nó sẽ có những cái biến chứng như là nó sẽ bị thông khe, nó sẽ bị bung mất cái điểm bám giữa lên. Thì cái ngực thì hầu như nó mất cái luôn cái khe. Đó, rồi hoặc là mình sẽ tách nhiều quá thì nó mỏng da chỗ đó, thì khi đó mình sẽ sờ thấy túi, hoặc là về lâu về dài thì nó sẽ có những cái đường cơ nó bị co rút. Giải pháp là phải kết hợp, cho nên nó có một cái phương pháp là hybrid, tức là kết hợp cả kết hợp cả đặt túi mỡ, đặt túi ngực và cái mỡ. Thì khi đó mình sẽ đặt túi ngực để tăng tạo hình dáng ngực, tăng thể tích, còn lại cái mỡ là mình sẽ bù đắp lại những cái khiếm khuyết mà cái đặt túi ngực nó không giải quyết được hết. Ví dụ như mình sẽ cấy mở cái vùng khe ngực hoặc là cái vùng lõm ở phần cực trên, bù đắp thêm cho khách hàng, thì nó sẽ tạo ra được một cái hiệu quả hoàn hảo hơn. Thế cho nên nó có một cái kỹ thuật là hybrid. Hybrid giống như động cơ xăng, động cơ điện kết hợp vậy đó. Rất là sự kết hợp. Trong suốt cái quá trình làm nghề của bác sĩ Vinh thì có một cái ca nào tai biến hay là biến chứng nào mà bác sĩ đã xử lý và nó gây ám ảnh và bác sĩ nhớ đến tận bây giờ? Bác sĩ có thể chia sẻ với Thảo Uyên. Thật ra đối với một người bác sĩ phẫu thuật, còn cầm dao mổ là còn nhiều nguy cơ, và mình phải sẵn sàng dự phòng và trang bị kiến thức để xử lý những cái nguy cơ đó. Một trong những cái ca mà có thể gây ám ảnh cho bác Vinh cũng khoảng 15-16 năm rồi. Cô ấy là một cô gái sau có gia đình, sanh một con. Sau khi sanh xong thì cái ngực sa trễ và nhão. Đến gặp bác Vinh để muốn cải thiện vòng một bằng cách là giải pháp là vừa treo ngực, vừa treo sa trễ, vừa đặt túi ngực, mong chờ để lấy lại cái dáng ngực ngày xưa vì còn trẻ rất là đẹp. Sau khi làm xong thì cô ấy có một cái dáng ngực rất đẹp, nhưng đổi lại là một cái sẹo trên ngực rất là nhiều. Một cái sẹo quanh cái quần vú và một cái sẹo dọc xuống từ bầu vú cho tới cái chân ngực. Cái quần vú tới chân ngực thì sau ca đó, sau khi phục hồi là hoàn thành xong hết,
Thì khoảng 3 tới 4 tháng sau cô ấy quay lại và bác Dinh và khóc. Bác Dinh là hỏi vấn đề gì thì cô ấy nói là chồng bỏ rồi, vì để lại cái sẹo rất xấu ở trên ngực. Vì vậy cho nên là đối với bác Vinh, từ cái trường hợp đó, tất cả những khách hàng mà đến, những bệnh nhân mà đến với bác Vinh mà muốn phẫu thuật treo xa trễ ngực, bác Vinh đều tư vấn về cái sẹo rất là rõ. Và yêu cầu chỉ làm khi sau 40-50, hoặc là muốn làm thì mời chồng đến để bác chia sẻ về cái việc mà sẹo. Bởi vì những cái thông tin về những cái sẹo tạo hình treo xa trễ ngực mọi người không được tìm thấy ở trên truyền thông. Vì nó sẽ rất là kinh khủng. Và nó là một cái gì đó rất là stress, áp lực và một nỗi ám ảnh đối với người ta. Ngay cả với một người đàn ông, một ông chồng, thì họ ít khi nào mà họ chấp nhận điều đó. Nếu như tình thương người vợ lớn hơn. Trước khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện một ca phẫu thuật nâng ngực á, thì khách hàng của mình có nên đi kiểm tra, nó mới kiểu là kiểm tra tổng quát hết tất cả mọi thứ để mình đảm bảo một sức khỏe tốt trước khi lên bàn phẫu thuật hay không? Đó là yêu cầu bắt buộc. Tất cả các bệnh nhân mà muốn được phẫu thuật nâng ngực hoặc là phẫu thuật về thẩm mỹ đều phải kiểm tra sức khỏe hết. Đó là yếu tố quan trọng. Rất là cảm ơn bác sĩ Vinh ngày hôm nay đã có những chia sẻ rất là chi tiết đến cho chị em phụ nữ đang có nhu cầu nâng ngực. Và số podcast đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong số podcast tiếp theo.